sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317 vào ngày 31 tháng 10 năm 1968. Đó là một tên không ngủ. Đơn vị đang tổ chức liên hoan chia tay các đồng chí được xuất ngũ thì nhận được mệnh lệnh của cấp trên yêu cầu đảm bảo thông đường để đoàn xe quân sự vượt qua trung bồn trước khi trời sáng. Mọi người lập tức ra trận địa, ai cũng náo nức hổ hởi lạ thường. Họ chia nhau từng ngụm nước, ăn chung vắt cơm nguội đột mì, kể cho nhau nghe những ngày nhường cơm, sẻ áo, chia bom, sẻ đạn và bao nhiêu sự đình. Khi công việc sắp hoàn thành, bất ngờ hàng chục chiếc máy bay gầm rú lao tới, chúng bom xuống trung bồn. Tiếng nổ làm rung chuyển cả đồi đồi. Đồng đội hớt thảy chạy ra gào thét: có ai còn sống không? Có ai còn sống không? Chết hết cả rồi sao? Tiếng gọi thảm thiết vòng dài vòng rừng núi, nhưng không một ai trả lời. Cả chục bồn chìm trong biển lửa. 13 chiến sĩ hy sinh, thân xác đã tan vào đất đá, còn cây trúc bồn, tất cả những gì tìm được chỉ là những phần thi thể không nguyên vẹn hình hài, đã cướp đi sinh mạng của 14 cô gái và 2 chàng trai, trong đó có 5 chị chuẩn bị bước vào giảng đường sẽ bảo nhập học vẫn đang gói trong từng chiếc khăn mùi xoa. 20 tuổi, em vẫn là con gái ngã vào lòng đất mẹ mộ Trinh Nguyên. Em đâu rồi? Sao chỉ cánh tay em? Em muốn nói điều gì bằng cánh tay với tấm khăn buộc chặt là tài sản là một niềm mơ ước. Mơ ước dẫu bình thường cũng bị chặt đứt bởi chiến tranh. Một lần nữa, chúng ta cùng hướng ánh mắt nhìn về bức biên bộ này. Cùng nhìn về chỉ đang thi bốn. Những giây phút chỉ cầm trên tay giấy báo xuất ngũ cũng là lúc chỉ nhận được tin của mình cũng vừa hy sinh ở chiến trường miền Nam. Cha mẹ xa ở quê khóc càng nước mắt. Lời hẹn ước mãi sắc sỡ với chị Nguyễn Thị Phúc khi người yêu của chị cũng vừa hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Đau đớn xót xa nhìn về câu chuyện tình yêu của anh Ngọc Hòa và chị Nguyễn Thị Tâm. Hai anh chị đã bí mật yêu nhau suốt 3 năm ròng. Ngày họ nói họ yêu nhau cũng là ngày họ hy sinh. Ngày họ hy sinh ở quê nhà không biết nên vẫn tổ chức lễ ăn hỏi. Chỉ chờ lễ ăn hỏi hoàn thành xong thì 10 giờ cả hai gia đình nhận được tin hai con đã hy sinh ở trung bồn. Đường xa hun hút heo mây, Tâm ơi, Hòa ơi, hai con nọ về đất mẹ vắng tư sâu. Anh Hòa ơi, lời hẹn với chị Tâm chín suối có trăm năm hạnh phúc, đâu sẽ sụt gan nhìn mẹ